Xin chào cả nhà. Giờ em đi làm mới về đây. Giờ nhìn cái đầu mà bù tóc rối. Giờ hôm nay làm về đuối rồi. Hôm nay cả nhà biết em làm món gì không? Hôm nay em mới vừa đi ra siêu thị đi về ghé ngang qua siêu thị. Em sẽ làm cho cả nhà món ăn rất là ngon, rất là bổ dưỡng. Đó là món gà hầm sông. Bây giờ thì em về giờ cũng tối rồi nè, làm món đó là nhanh nhất luôn á. Bắt bỏ cho nó áp suất luôn, quay một xíu là trong vòng một nốt nhạc là sẽ xong, sẽ có món ăn liền. Ui, chiều nay gió lạnh. Giấc trưa thì đỡ lạnh chút xíu, cái chiều cái gió lạnh lên. Đây, em vô nhà đây. Giờ em lên cầu thang máy đây. Nhà em ở tầng 15, thành ra phải đi cầu thang máy đi lên nha cả nhà. Đi lên đi xuống mất hết mấy phút rồi ta. 15층입니다. Mình ơi, hôm mới về rồi nè. Đi ra chào mà đàng hoàng coi. Xin chào. Con bố hít nào nè. Bây giờ đi về uống một miếng xăm xong rồi tính gì tính, phải làm nấu gì nấu. Hồi sớm đi làm gấp quá không kịp uống, giờ uống miếng xăm đi. Rồi đi nấu gà. Xong thì uống ngon lắm nè cả nhà, hơi nhẫn nhẫn xíu mà sền sệt sền sệt, giống như là cao sâm này, cao sâm á. Cũng dễ uống. Ngày uống bệnh gì cho có sức khỏe, cho sức khỏe đi làm. Uống xong rồi bây giờ mình đi nấu cháo gà thôi cho cả nhà ăn. Hôm nay đi siêu thị mua đồ được tặng quà nè, tặng được giấy ướt đường bịch này hên rồi đó, có nhỏ nhưng mà cũng có được tặng là hên rồi. Hôm nay mua con gà nè cả nhà ơi, con gà nè, con với lại là cái này là đố mọi người cái gì, đây là bào ngư, con bào ngư đây, một hộp này 2 4 6 7 con, 9.900, nó như 10 gần 10.000 là thành ra là gần 200.000 tiền Việt Nam mình á. Xăm xăm ở đây, xăm tôi vô bọc này. Ép chân không, không có thời gian thì mình làm món này là nhanh nhanh nhất luôn, làm nhanh trong vòng một nốt nhạc là sẽ có ăn liền. Gà to lắm cả nhà, gà này to đây. Một con gà đây nè. Bây giờ em xử con gà này, em sẽ làm thịt con gà này nha. Bây giờ thì mình vo gạo xong rồi thì mình để con gà vô. Thường á thì là người ta làm á, bên đây người ta làm là con gà nhỏ lắm cả nhà, con gà nhỏ chỉ một người ăn thôi. Thật cái người ta bỏ bỏ gạo nếp cánh giữa vô là cái như là một người ăn một phần vậy đó. Được cái này hôm nay em thì làm vừa nửa việc nửa nửa hàng. Em làm gà hầm sâm mà em để nấu giống như nấu cháo Việt Nam mình á, cho cả nhà cùng ăn luôn cho nó gọn. À, mua con gà to để vô ăn. Gà to lắm nha. Để vô cái nồi không vừa. Gà to lắm nha. Để vô cái nồi không vừa luôn. Đây. Để ba củ sâm vô luôn. Rồi cái này là con bào ngư thì em đã làm rồi, đã rửa sạch rồi, giờ em để lên rồi bỏ vô vài tép tỏi. Bên đây họ hay để tỏi và ăn cho miếng cháo vậy đó, ăn bùi ngon lắm cả nhà. Bỏ vài tép tỏi
Bây giờ thì em để thêm vài cái táo đỏ vô nha cả nhà. Ăn táo đỏ vô cho bổ. Rồi thì bây giờ cái cuối cùng đó là người ta bên hàng bỏ vô khi nấu cháo á, người ta hay để vô á, hầm sâm nè. Hầm sâm là người ta để cái củ này vô. Cái này là dạng như là cây khô bên Việt Nam mình, thuốc thuốc nam vậy đó. Để vô bổ, có mùi thơm. Giờ em để vô đây. Đây này, này hầm sâm của em đây. Mọi người nhìn nha, nhìn con bào ngư nó nhúc nhích này nha. Nhúc nhích rồi. Nhúc nhích á. Con này nó mạnh lắm nè, nó nhúc nhích hoài từ giờ nè. Con khác nè, làm em ru của con này nó mạnh nè, nó nhúc nhích hoài luôn nè. Đó đó đó, nhúc nhích rồi. Thôi bây giờ em để đây nắp lại. Rồi bắt đầu nấu cho ông khoảng 20 phút là mình lấy ra được rồi. Món gà hầm sâm của em đã xong rồi đây. Cả nhà ơi, nhìn hấp dẫn không cả nhà ơi? Người ta làm gà hầm sâm con gà nhỏ, em làm con gà chà bá luôn. Nấu kiểu nửa Tây nửa ta, kiểu Việt Nam, kiểu Hàn. Gà nằm đây nè, bây giờ chỉ còn xử nó là thôi. Xé con gà ra đây. Con gà xé ra đây. Cầm một cái đùi. Mình ăn xong không? Ăn xong mới ba. Có chị xem. Thế là có. Ô, xuống thôi nào. Nóng quá. Nào, cái con là chẳng gặp. 내가 그거 먹을래. 내가 먹을 거야. 엄마. Con em mới gặp cái đồ gà giờ nó dành rồi đó. Bà ăn kem bên ha, ngon lắm đó nhà ơi. Cái đồ gà đây. Nè, đây hai năm mấy con. Đâu cứ chờ. Cứ chờ mưa. Hãy mua cái phân đi đó. Nhiên, nhiên, tớ còn nhiên. Ăn ngon lắm. Nhiên, nhiên, muốn mua. Vừa. Yêu có lắm còn đỡ tức tức tức. Chú xin. Cha nó ăn đùi, con ăn đùi. Em sang cái cánh gà rất là ngon. Cánh gà được nóng quá à. À, cái này là em nấu cháo, giống nấu cháo gà Việt Nam luôn á. Nấu cháo gà Việt Nam mà bỏ đồ vô, bỏ sâm vô giống của Hàn ở Hiền Lai. Con em nó răng nó bị đau. Mình ra nấu cháo thì ăn cho nó vừa nhanh gọn lại mà cho nó đỡ đau răng, nó ăn cơm nó không chịu ăn. Ở chúng tôi làm rồi. Nó có đợi. Bỏ xích chè. Bỏ xích chè. Nó khen ngon, gà ngon. Nó tiếng Việt Nam đi con. Gà ngon quá. À, cái cánh gà đây. Cánh gà, ui dồi, ngon lắm cả nhà ơi, cánh gà. Cánh gà ngon lắm cả nhà ơi. Cánh này đây. Chúng tôi. Ăn mới xong hoàn cháo không anh? Ơ, hoàn cháo nha. Nhưng cái hoàn không nào? Bà nó ăn, bà nó ăn. Ở bên đây á, cả nhà. Ở bên đây ăn gà hầm sâm á là ăn con gà nhỏ xíu à. Cái gà nhỏ,
khi nấu mình bỏ nếm vào trong cánh giữa con gà, một người ăn một con. Mùa đông, uống mùa hè á, mùa hè là người ta hay ăn lắm, mùa hè ăn một năm ba lần á, ăn gà hầm sâm á. Không có nấu cái gì, em nấu kiểu này là em nấu nửa Việt nửa ta, nấu kiểu Việt Nam á. Con gà này nó dai dai. Bây giờ em mới cho cả nhà xem ha. Con này là con bảo ngư lắm phải không? Ngư nó như vậy nè. Cái vỏ đó là vỏ đá gì nè. Mình ăn hết tất cả trong. Để cái muỗng mình múc ra. Mình lột chín rồi mình lấy ra rất là dễ. Cái vỏ này, cái vỏ nó gì mình bỏ nha. Vỏ này mình bỏ. Mình ăn luôn như cái này. Mình ăn nguyên miếng cho bào ngư nè. Thường ta sắc ra, sẽ bầm nhuyễn ra người ta. Cái này là lấy gan của bào ngư nè. Gan của bào ngư nè. Thường người ta bầm nhuyễn ra, người ta bỏ cho miếng cháo ra. Em không có bầm nhuyễn. Ăn nguyên miếng cho nó ngon. Bầm nhuyễn ra không. Nhỏ nó ngồi nó ngấu miếng cái đùi kìa. Bởi vì chưa xong. Mọi người mình ăn hết không bỏ cho á. Ngon lắm. Thơm. Xin thơm. Em ăn gà bốc cái được. Được bốc xé như nè. Rồi thôi ăn luôn. Có cái bổ muỗng. Ăn gì cho nhanh. Ăn nghiệm lại hai cho con. Ô bà bên em mạnh tè à. Cơm để trong. Cơm nhét ở trong đây. Cho hả cha ăn. Em lọc và còn bộ xương khô của con gà vậy nè. Giống như là cá rô rỉa vậy đó. Rỉa miếng vậy đó. Chờ khúc trên này lại nè. Dưới này sát là không còn gì hết. Dưới bỏ được rồi. Mua ở siêu thị nhà em á, không có con bọng ngư to. Thì nhỏ vậy là bọng ngư nhỏ nhỏ không à. Nấm cũng vậy, từ xăm cũng vậy nữa. Xăm cũng không có từ to. Củ xăm nhỏ nhỏ. Gà giống gà Việt Nam rồi lắm. Dài dài, mà không dài lắm nha. Không biết lắm. Cho con nói gì thì cho con quen lắm rồi. Xin lỗi nè. Một con xin. Chúc mừng mọi người. Chúc mừng mọi người. Trời ơi, nguyên con gà chắc để cho mình em ăn hay sao á, không ai ăn hết trơn á. Gà ngon mà. Đường gà, ngon quá. Mình. Cho bút trộn môi rồi. Ăn người ta đi muỗng. Chân bốc là ăn là cái gì nè mọi người. Chân bốc là mình thấy cái muỗng cười nè. Nó dính á, có một phần nó dính vô trong cái vỏ á. Nhà mình không có ăn. Nè, mang vô đây. Cho của mình. Tạm của bọn mình. Chúc mừng rồi, chúc.
lớn còn mẹ đút cho ăn. Không biết mà mốt có vợ mẹ theo đút cơm cho con hay là vợ đút cho ăn. Vợ nào đút cho ăn đâu, mẹ phải đút cho ăn. Anh ta có cái món nào mà anh ta thích nha, thịt đó, nhất là thịt đó, là anh ta ăn phải nói là ăn quên thôi. Cơm đi con, ăn đi. Giống như là ngon hết rồi. Hôm nay tại anh đi làm gì trễ, đi không làm gỏi được. Phải làm gỏi gỏi nữa ha. Gỏi bắp cải nữa ngon ha. Chúc ngủ ngon. Bye bye. Hẹn gặp lại.